Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Honda Hồng Đức ạ. Ngày hôm nay chia sẻ cho bạn về cái mẫu xe Elantra phiên bản 125 và cũng như là 160 đời 2023 với chương trình khuyến mãi và giảm giá trong đầu tháng 6 này nha các bạn. Thì mời các bạn mình cùng xem xe chi tiết ạ. Thì hiện tại nay thì mẫu xe Elantra phiên bản 125 và cũng như là 160 đời 2023 trong đầu tháng 6 này đang có giá thì đang có chiều hướng giảm rất là nhiều rồi quý anh chị, rất là sâu hơn so với những tháng trước đó. Thì trong phần video này Trí sẽ cập nhật lại từng phiên bản và cũng như là từng màu sơn của dòng xe Elantra phiên bản 125 và cũng như là phiên bản 160 để cho quý anh chị nào mình đang có dự định cần mua một cái dòng xe AV này để mình sử dụng thì đây là một thời điểm rất là thích hợp cho quý anh chị để mình có thể là sắm xe tốt với giá rất là hời nha quý anh chị. Và có hiện tại nay thì trong tháng 6 này thì có rất là nhiều chương trình khuyến mãi đang áp dụng cho mẫu xe Elantra này, là ví dụ như là chương trình khuyến mãi là tặng phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng khi mình mua xe và được tặng thêm một cái phiếu mua hàng để mình có gắn những cái phụ kiện kèm theo xe như là ba ga, phủ nano đô bóng xăng, công tắc đèn chống trộm như quý anh chị, là được miễn phí được 1 triệu để mình gắn lên xe nha. Ngoài ra quý anh chị này mình đang là công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp An Nghiệp là mình sẽ được hỗ trợ là giảm giá được thêm 1 triệu đồng. Nếu mà mình đi mua xe có mang theo thẻ công nhân được giảm được thêm 1 triệu nữa nha quý anh chị. Và chương trình là thu cũ để mới đổi mới được giảm được 1 triệu đồng trên xe mới nữa nha. Để Chí sẽ quay chi tiết từng phiên bản. Trước tiên là Chí sẽ quay bản 125 trước nha các bạn. Phiên bản 125 thì nó sẽ có hai phiên bản. Thứ nhất là phiên bản đặc biệt. Phiên bản đặc biệt thì chỉ duy nhất một màu thôi quý anh chị. Đó là màu đen vàng đồng nha. Màu này là màu đen nhám. Thì trên cái phiên bản này thì nó sẽ sử dụng cái tông màu là màu đen, đen nhám và một chút là một xíu là đen bóng nha. Và hai bên thông xe thì được phối với cái tem và cũng như là một số họa tiết màu vàng đồng. Thì theo cái phiên bản này theo chính đánh giá là cực kỳ rất là đẹp nha quý anh chị. Những khách hàng nào mà mình sử dụng cái màu này thì trong xe rất là đẹp và rất là quyền bí về tính cách của khách hàng đó nữa. Thì tùy theo từng khách hàng mà mình có thể là mình chọn lựa cái màu sắc khác nhau, nhưng mà theo Chí thấy là những người mà sử dụng cái tông màu đen nhám này thì cực kỳ rất là sang trọng và rất là đẹp nha. Và tiếp theo đây chính là phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ có là màu đỏ đen nè và màu xanh đen, thì chỉ có hai màu duy nhất thôi các bạn. Thì phiên bản tiêu chuẩn thì có hai màu đỏ đen và màu xanh đen. Thì cái này thì trên phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ có hai tem ở hai bên đây nè các bạn, là cái tem AB. AB được dán đề can nha, trong xe rất là đẹp. Và cái tem 3D ở phía sau là Elantra được dán với cái tem 3D nổi là màu là C, màu trắng rất là đẹp. Thì cái trên cái phiên bản 125 này thì cũng như là phiên bản 125 phiên bản đặc biệt thôi quý anh chị, thì nó chỉ khác nhau về cái tông màu, về những cái công nghệ và cũng như là những cái tính năng trên xe thì như nhau cả nha các bạn. Thì xe này hiện tại này thì đang có giá là chỉ từ là 42 triệu 9 thôi quý anh chị. Và có chương trình khuyến mãi giảm giá 1 triệu đồng á, thì giá chỉ còn là 41 triệu 9 thôi dành cho quý khách hàng khi mình sử dụng xe. Thì xe phiên bản tiêu chuẩn này là 41 triệu 9 nha. Phiên bản đặc biệt là 42 triệu 9. Và tiếp theo đây là phiên bản 160. Phiên bản 160 là bên đây nè quý anh chị, là sẽ cũng có hai phiên bản nữa nha quý anh chị. Thế là phiên bản đặc biệt. Phiên bản đặc biệt đó là màu xanh xám đen. Đây quý anh chị, màu xanh xám đen nha. Nhìn xe trở nên là đẳng cấp và chất lượng hơn rất là nhiều. Và cũng có hai phiên bản nữa, phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản tiêu chuẩn là màu cũng có màu xanh đen với màu đỏ đen nữa quý anh chị. Màu đỏ nhưng mà màu đỏ sẽ sậm hơn nha. Đây là màu đỏ đô. Thì phiên bản 160 này thì đang có giá là chỉ từ là 58 triệu 190 ngàn thôi quý anh chị. Và phiên bản tiêu chuẩn thì giá chỉ từ là 57 triệu 190 ngàn. Đây là phiên bản 160 thì có màu xanh đen. Màu xanh thì cũng là màu xanh sậm hơn phiên bản 125. Và màu đỏ cũng vậy, màu đỏ cũng là sậm hơn phiên bản 125 nữa nha quý anh chị. Và trên phiên bản 160 này thì đặc biệt cái là được trang bị phanh ABS trên cả hai phiên bản, là tiêu chuẩn và đặc biệt luôn. Và giá cực kỳ rất là hợp lý và rất là rẻ. Thì như giá chỉ báo cho quý anh chị là mới giá xe thôi nha. Còn ví dụ như quý anh chị đang có là công nhân viên, đang làm việc tại khu nghiệp An Nghiệp có thể nhân viên được giảm giá thêm nè. Và chương trình thu cũ đã mới được giảm giá thêm nữa nè. Và được tặng thêm một cái phiếu mua hàng được 1 triệu đồng là riêng đó nha quý anh chị. Thì cái phiếu mua hàng đó thì quý anh chị có thể áp dụng để mình có mua những cái phụ kiện kèm theo xe. Ví dụ như là mình gắn những ba ga nè, phụ kiện nè,
phủ nano, quán xăng, công tắc đèn chống trộm vậy đó, mình có thể là mua thỏa thích luôn nha, trong vòng 1 triệu đồng đó mình được miễn phí hoàn toàn để mình gắn trang bị trên xe khi mình có mua xe mới. Thì xe thì bên Trí đã chuẩn bị về hàng rất là nhiều và đầy đủ màu sắc để cho quý anh chị khi mình đi đến cửa hàng Hết Đồng Đức 10 thì mình có thể là lựa chọn thoải mái nha. Và đặc biệt thì ngoài những cái phiên bản màu này ra thì bên Trí có hỗ trợ cho quý anh chị là những cái mẫu màu sơn xe độ theo giới tính và cũng như là theo phong thủy của các bạn luôn. Thì ví dụ như quý anh chị mình thích những cái tông màu độ nào thì bên Trí cũng có đầy đủ. Thì ngày hôm nay là Trí chỉ quay những cái mẫu màu sơn xe nguyên bản. Còn như khách hàng mình muốn những cái phiên bản màu nào khác thì cứ liên hệ ngay với Trí nha. Hoặc là có Zalo sẽ Trí sẽ gửi hình ảnh thêm để cho quý anh chị mình cập nhật thêm những cái mẫu màu mới. Thì phiên bản E-Lux đời mới này quý anh chị thì cái hệ thống đề nó cực kỳ rất là im và không có còn kêu như đời trước đó nha quý anh chị. Thì hệ thống đề bằng điện ACG thì rất là ok nha quý anh chị, rất là êm ái và học lượng đồ thì rất là rộng và có trang bị luôn cái cổng sạc điện thoại nữa, thì rất là tiện lợi cho quý anh chị khi mình sử dụng xe. Học lượng đồ này thì mình được chứa rất là nhiều đồ nha, tha hồ mình chứa luôn quý anh chị. Bình xăng thì cũng rất là lớn, bình xăng là lên tới là 4.4 chứa được rất là nhiều xăng. Ở phía trước rất là mở, rất là tiện lợi, mình không cần phải bước xuống xe nữa. Và được trang bị với hai cái khối động cơ 125 với 160 tùy theo quý anh chị mình thích sử dụng với cái tốc độ nào, nguyên bản nào và màu sơn nào thì mình cũng có đáp ứng cho quý anh chị để mình có thể mình lựa chọn nha. Ngoài ra thì bên Trí có hỗ trợ cho hình thức là trả góp là 0% lãi qua thẻ tín dụng hoặc là trả góp mình trả góp lấy ngay cọc quẹt gốc nữa nha quý anh chị. Thì về trả góp thì mình chỉ cần mang theo là căn cứ công dân, bên Trí sẽ hỗ trợ cho quý anh chị, mình có thể là mình góp nha, với lên thủ tục lên hồ sơ rất là nhanh và nhanh chóng là mình lấy được luôn cọc quẹt gốc luôn nha quý anh chị. Thì mình chỉ cần trả trước tầm 10, 20, 30, 40, 50% tùy theo quý anh chị mình muốn chọn cái mốc góp nào thôi, muốn trả trước bao nhiêu cũng được nha, thì sẽ được nhận ngay cọc quẹt gốc. Và mọi thông tin chi tiết thì các bạn cứ liên hệ với Hết Honda Hồng Đức 10, địa chỉ là Chùa Quốc A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, để mình được nhận những cái chương trình khuyến mãi và ưu đãi nhất khi mình mua xe tại khu vực Sóc Trăng này nha quý anh chị. Và ngoài ra thì những cái chương trình quà tặng kèm theo xe khi mình mua xe mới á, thì cũng rất là nhiều cho khách hàng. Khi mà khách hàng đã có từng mua xe rồi ở bên Hồng Đức rồi đó, lần sau quay lại sẽ được hỗ trợ là giảm giá từ 200 đến 400 ngàn nữa. Ngoài ra được có những cái phiếu chúc mừng sinh nhật giảm giá thì từ thêm 500 ngàn khi mua xe mới đó quý anh chị, rất là nhiều nha. Thì chương trình khuyến mãi như nãy giờ Chí đã chia sẻ cho quý anh chị. Ngoài ra quý anh chị còn thắc mắc hoặc là cần thêm những thông tin gì thì cứ đến ngay với cửa hàng hoặc là gọi qua số điện thoại ở trên màn hình, sẽ có nhân viên tư vấn cụ thể cho quý anh chị để mình sử dụng xe. Thì video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo ạ. Xin chào ạ.